Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Không có điều gì quý hơn để mỗi chủ nhật chúng ta lại được đến cùng nhau để chia sẻ lời Chúa. Tôi cũng gửi lời chào trân trọng đến tất cả anh chị em đang theo dõi hội thánh qua livestream. Ngày hôm nay là ngày chữa lành của các bạn. Ngày hôm nay là ngày tự do của các bạn. Hãy tin cậy Chúa Giêsu và các bạn sẽ không hổ thẹn bao giờ. Amen. Xin Chúa ban phước cho hết thảy hội thánh của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Dĩ nhiên rồi, tôi đến đây là để chia sẻ lời của Ngài. Trên tiếp, chúng ta sẽ nói về quyển sách này. Quyển chúng ta cầm trên tay. Và quyển sách này được gọi là Kinh Thánh. Kinh Thánh. Kinh là những gì người ta biết ra như một quyển sách. Thánh là thánh khiết, thánh là biệt riêng, thánh là đặc biệt. Nhưng mà anh chị em có biết lý do tại sao cái quyển này nó được nên thánh không? Đó là điều mà chúng ta cần phải đôi khi phải suy ngẫm. Và khi chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ thấy rằng cái quyển sách chúng ta cầm trên tay nó khác hoàn toàn với mọi quyển sách khác trên thế giới này. Sách thì nhiều vô kể. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đến thư viện đi vào những cái hiệu sách rồi đủ thứ tiếp thì ngày hôm nay sách các kể phải nói là hàng tỷ quyển, và nó có thể tăng hơn cả dân số trên thế giới này. Nhưng duy nhất có một quyển gọi là thánh, là quyển mà anh chị em cầm trên tay, tôi cầm trên tay. Amen. Và khi tôi suy ngẫm về điều đó thì tôi thấy rằng điều gì làm cho quyển sách này trở nên thánh thì Kinh Thánh chép chính là Đức Thánh Linh. Chính Đức Thánh Linh làm cho quyển sách tôi cầm trên tay và anh chị em cầm trên tay trở nên thánh. Và có quyền năng, có sức mạnh, có những điều diệu kỳ khi chúng ta đọc và tin nhận. Cho nên hỏi anh chị em, ở trên đời này có một quyển để chúng ta đọc thôi, có một thứ để mỗi ngày chúng ta suy ngẫm thôi, đó chính là quyển này. Amen chị. Tôi đọc anh chị em nghe một câu kinh thánh ở trong Phi-e-rơ 2 chương 1 câu 20. Để anh chị em biết rằng những gì mình nói nó có cơ sở. Chương 1 câu 20 Phi-e-rơ 2 viết như thế này: trước hết anh chị em hãy biết rằng không lời tiên tri nào trong kinh thánh có thể được giải nghĩa theo ý riêng của một người nào, vì không lời tiên tri nào phát xuất từ ý riêng của cá nhân nào, nhưng người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc đã nói ra sứ điệp từ Đức Chúa Trời. Amen nha. Tôi thấy câu này rất khích lệ. Mặc dù các thánh ngày xưa viết ra, nhưng tác giả thực sự là Đức Thánh Linh. Tác giả thực sự, ý tưởng thực sự, lời nói tư tưởng ở trong quyển sách này là từ Đức Chúa Trời. Hỏi anh chị em, nếu tôi và bạn chị em tin điều đó thì chúng ta suy ra rằng để hiểu được quyển sách này chúng ta phải đọc bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta cần câu hỏi tác giả, chúng ta cần xin ý kiến tác giả trước khi đọc. Làm Chúa tạo cho con biết thật sự ý ngày hôm là gì. Amen. Phải không chị? Nếu chúng ta không nhờ tác giả thì làm sao mình hiểu đúng ý tác giả được? Và nhiều khi chúng ta hay sai sót ở điểm này. Chúng ta cứ dở tinh thần ra đọc, chúng ta cứ đi học chỗ nào chỗ kia mà không bao giờ nghĩ rằng chỉ có một cách duy nhất giải nghĩa cho anh em hiểu đúng quyển sách này là Đức Thánh Linh. Cho nên thưa hội thánh, mọi khi chúng ta đọc hãy cầu xin Đức Thánh Linh cho phép mình hiểu được đúng ý này. Và anh chị em biết rồi đó, Thánh Linh có nghĩa là đấng rất thánh. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh hãy đọc với một tấm lòng tha thứ, một tấm lòng thánh khiết, một tấm lòng khiêm nhường, một tấm lòng hạ mình, một tấm lòng và nói với Chúa rằng: Chúa, con là con trẻ trước mặt Ngài,
xin chỉ dạy đời sống con. Dù anh em có cầm trong tay bằng tiến sĩ thạc học, hay dù anh em có một địa vị học thức như thế nào, thì thưa anh chị em, trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ là đứa trẻ mà thôi. Hãy khiêm nhường. Càng khiêm nhường, Đức Chúa Trời càng tỏ cho chúng ta biết những điều màu nhiệm trong ta. Quý lắm, tôi rất quý những tình này. Và tôi đọc nó mỗi ngày, tôi suy ngẫm nó mỗi ngày. Và càng đọc, tôi càng thấy những điều diệu kỳ, những điều màu nhiệm, những điều mà không một sách vở nào ở trên đời này có thể bày tỏ cho chúng ta nghe. Buổi sáng hôm nay tôi sẽ đọc một đoạn trong Kinh Thánh, và chúng ta cùng nhau học hỏi ở đoạn Kinh Thánh này. Tôi tin rằng đoạn Kinh Thánh đó sẽ đưa cho chúng ta nhiều điều thú vị và ích lợi hơn. Tôi mời anh chị em dở cùng tôi trong sách Luca chương 16. Luca chương 16. Chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu đoạn Kinh Thánh này. Luca chương 16. Tôi sẽ đọc anh chị em từ câu 19, từ câu 19 đến câu 31. Đây là câu chuyện mà chính Chúa Giêsu kể. Hôm nay tôi xin phép Hội Thánh được dùng bản dịch 2011. Đôi khi mình đổi bản dịch một chút nó cũng liên thú vị hơn. Và anh chị em, nhiều khi đọc 1925 bài nó cũng quen rồi, cho nên thôi giờ đưa sang 2011 cho nó mới đi. 1925 cũ quá. Và rồi tôi xin khởi sự đọc, nội dung thì nó như nhau thôi anh chị em ha. Có một người giàu kia mặc toàn vải tía và vải gai mịn, hàng ngày ăn uống tiệc tùng rất xa xỉ. Cũng có một người nghèo nọ tên là Lazaro, nằm ngoài cổng nhà người giàu ấy, mình đầy ghẻ chóc và thèm ăn những cái bàn người giàu ấy rơi xuống. Cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ trên mình ông. Thời gian trôi qua, người nghèo qua đời, các thiên sứ đem ông để vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết và được đem chôn. Đang khi chịu khổ dưới âm phủ, người giàu ngước mắt lên trông thấy Abraham ở xa xa và có Lazaro ở trong lòng ông ấy. Ông kêu lên và nói: Tổ phụ Abraham ơi, xin thương xót con. Và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay và nước nhỏ vào làm mát lưỡi con, vì con bị đau khổ lắm trong lửa này. Nhưng Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ rằng lúc còn xin tiền, con đã hưởng biết bao điều sung sướng, còn Lazaro phải chịu nhiều bất hạnh. Nhưng bây giờ nó được an ủi ở đây, còn con phải chịu đau đớn. Hơn nữa, giữa chúng tôi và các con có một vực sâu rất lớn ngăn cách, đến nỗi nếu ai muốn từ đây qua nơi đó qua bên các con, hoặc nếu ai muốn từ bên đó qua bên chúng tôi, cũng không thể nào qua được. Người giàu nói: Vậy nếu vậy, tổ phụ ơi, xin sai Lazaro về nhà cha con, vì con còn 5 anh em nữa, để ông ấy cảnh báo họ cũng bị sa vào chốn khổ hình này. Abraham đáp: Họ đã có Môi-se và các tiên tri, hãy để họ nghe lời các vị ấy. Nhưng người giàu thưa: Không đâu, tổ phụ Abraham ơi. Nhưng nếu có người từ cõi chết trở về nói với họ, thì họ sẽ ăn năn. Abraham đáp: Nếu họ không nghe lời Môi-se và các tiên tri, thì dù cả ai từ cõi chết sống lại nói, họ cũng không chịu thuyết phục đâu. Amen. Đây là câu chuyện chính miệng Chúa Giêsu kể. Và câu chuyện này phải nói thật sự là có một không hai. Tôi đố anh chị em tìm được câu chuyện đó trong tất cả các sách vở khác trên đời này, không có. Câu chuyện này chỉ được chép trong Kinh Thánh. Tại sao? Có lý do. Lý do là gì? Những sách vở khác hay là tôn giáo khác, họ chỉ vẽ được một nửa bức tranh của đời người. Có một tôn giáo nói rằng đời là sinh lão bệnh tử. Anh em thấy sinh lão bệnh tử
có hoàn toàn là bức tranh của con người không? Có không? À. Tại vì tử xong rồi còn nữa. Và điều đó chỉ có Chúa Giêsu nói thôi. Phải chứ? Đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc là Chúa Giêsu đang vẽ một bức tranh hoàn hảo của một con người lúc còn xanh đẹp và sau khi tắt hơi. Điều đó chỉ Chúa Giêsu biết thôi. Chỉ Đức Chúa Trời đấng tạo dựng ra con người biết thôi. Còn con người chỉ có thể lý giải những điều mắt thấy tai nghe, và họ cũng chỉ vẽ được một nửa bức tranh: sinh ra, già đi, bệnh tật, rồi chết. Nhưng mà chết rồi như thế nào chẳng ai biết. Chẳng ai biết cả. Nhưng câu chuyện ngày hôm nay Chúa cho chúng ta biết tất tần tật. Biết không? Và đó là lý do tôi quý quyển sách này. Quyển sách này cho chúng ta thấy toàn bộ con đường mình đi. Toàn bộ con đường mình đi. Và anh em chú ý những câu kinh thánh mà mình vừa đọc. Có lẽ chúng ta sẽ thấy giàu thì cứ xuống âm phủ mà nghèo lên thiên đàng. Amen. Có đúng không? Cứ giàu là xuống âm phủ mà nghèo lên thiên đàng, đúng không? Nhiều khi mới đọc cái nghe giống giống vậy, đúng không? Giống giống vậy. Nhưng mà không phải. Nếu chúng ta đọc kỹ hoàn toàn không phải. Nhiều người cho rằng là như vậy. Cho nên người ta cố nghèo, nghèo sơ, nghèo sát, nghèo kiếp sát, nghèo tả tơi, nghèo rách nát để được lên thiên đàng. Phải không ạ? Mà ngày xưa có những giáo lý như thế. Có những giáo lý rằng họ cho rằng giàu có là bất khiết, giàu có là ô uế, nhưng nghèo là thánh khiết, nghèo là gần Đức Chúa Trời. Cho nên họ nghèo ghê lắm. Họ nghèo phải nói cho em không tả nổi đâu. Và họ bảo là càng nghèo càng lên thiên đàng, bắt chước Lazaro. Ông Lazaro này còn có con chó để liếm ghẻ. Chứ nhiều khi có người nghèo không nuôi nổi con chó, người ta ghẻ mọc đầy cũng không ai liếm, thế mới căng. Cho nên là anh em ạ, ngày hôm nay mình đọc câu chuyện này để chúng ta thấy một vấn đề là Chúa Giêsu không phải nói hãy cứ giàu lên thiên đàng mà nghèo xuống, à giàu thì xuống địa ngục mà nghèo lên thiên đàng. Ngài bắt đầu câu chuyện cũng như là Ngài đang mô tả cái hiện trạng. Giống như Ngài nói như thế này, chúng ta hay nói như thế này: có một người mặc áo xanh là cầu thủ đá bóng, và có một người mặc áo đỏ là cầu thủ bóng rổ. À, ví dụ mình nói câu đó, sao anh em nghe vào? Đúng rồi. Và bây giờ ra đường cứ người nào áo xanh là cầu thủ bóng đá hết, người nào áo đỏ là chơi bóng rổ hết. Phải không ạ? Đâu đúng. Cho nên ở đây Chúa Giêsu đang nói về hiện trạng của hai con người. À, hai con người đó có một người giàu, một người nghèo. Đúng không? Nhưng Chúa không dừng lại ở đây. Chúa cho biết kết cục của họ. Và rồi Chúa giải thích. Bây giờ chúng ta sẽ thấy ở đây một vài điểm nhanh. Chúng ta sẽ cùng nhau thấy một vài điểm. Thứ nhất, giàu hay nghèo, sang hay hèn, cuối cùng hai con người này cũng đến một điểm chung. Đó là gì? Chết. Chết. Không ai thoát khỏi. Tôi và bạn chân ngồi đây, thế nào rồi cũng đến điểm chung đó. Điểm chung đó. Đó là giao điểm giữa cái thế giới này và cái thế giới đằng sau, mà không có người nào biết được. Chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy thế giới vật lý này, nhưng mà rồi đằng sau thế giới đó là cái gì thì không ai biết. Chúa Giêsu kể câu chuyện nói lên hiện trạng của hai con người, và Ngài bắt đầu ở tại điểm chung. Tại điểm chung đó là người giàu chết, người ta đem chôn. Nhưng người nghèo chết lại có một điểm rất đặc biệt. Anh chị em để ý không ạ? Thiên sứ đứng người đó. Anh em có chú ý chỗ đó không? Tôi đọc lại chú ý chỗ đó. Tại sao người giàu chết thì chỉ nói là người ta đem chôn thôi? Tôi nghĩ là nhiều người giàu ở đây mà chết thì thôi rồi, đám ma năm ngày trời, vàng bạc một lãi tiền đường xả rác các kiểu. Đó mà tụng niệm rồi đờn cò rồi các kiểu, la hét năm ngày trời, người hàng xóm ngủ không nổi, thậm chí mướn cãi lưng rồi mướn người khóc mướn được ra, không phải khóc uống sung hết, không biết có thương xót thiệt không, cứ khóc trả tiền cho mọi người, không phải cứ khóc đã đi con, cho mọi người 5 triệu là tiền chung cho là khóc thôi, rồi khóc chảy làng chảy xóm luôn. Những người giàu hay thế. Cho nên là bữa tôi coi trên video, tự nhiên tôi lướt tôi thấy có một cái chỗ
ta gọi là trường đào tạo khóc vương. Wow, tôi mở lên tôi khóc gì mà ôm sầm hết, người này khóc nước mắt chảy la hết, thảm thế luôn. Cái nghề này có vẻ cũng hay, cái nghề này có vẻ sắp thành thành đây. Khi mà người giàu nhiều lên thì nghề khóc vương rất có được việc nha anh em. Cho nên là coi cho chuẩn bị là anh chị em nằm muốn cũng chuyển nghề có vẻ được nè. Đấy, và người ta đem chốt cuối cùng 5 ngày 3 ngày rồi đem chốt chẳng có gì xảy ra. Nhưng cái người nghèo này có một điểm đặc biệt, chắc chắn không ai khóc người nghèo này, chắc chắn không ai thương tiếc người nghèo này, chắc chắn không ai thèm để ý với người nghèo này là ông chết hay sống không quan trọng. Nhưng có một điểm rất khác biệt, đó là thiên sứ rước người nghèo này. Thiên sứ này, khi hồn vừa lừa khỏi xác thì thiên sứ đến dẫn đến. Chúng ta hãy chú ý điểm đó là điểm khác biệt đầu tiên. Rồi Chúa Giêsu kể tiếp, không ạ? Kể tiếp. Đó là người giàu được đem đến âm phủ, còn người nghèo được đem đến lòng của Abraham, hay gọi là paradis, nơi hạnh phúc. Như vậy thì Chúa Giêsu cho con người biết một bức tranh, đó là có hai nơi để đi, chỉ hai nơi thôi, không có nhiều nơi. Cho nên một số tôn giáo nói có 9 người đồng gì đó, tôi cũng nghi ngờ tâm thần nơi đã lửa cháy phân phần đó. Một tầng đó, 9 người tầng bảo là càng mà xuống sâu thì càng kinh khủng. Rồi thôi mình ở cái tầng ở trên cho nó lạnh lạnh mà không phải lạnh, tầng dưới thì không có phải lạnh. Các tôn giáo người ta nghĩ lung tung cái đó. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng có hai nơi đó, một nơi gọi là địa ngục và một nơi gọi là lòng của Abraham. Và rõ ràng cái số phận của hai con người đã được định để đi hai nơi. Và hai nơi đó là hai cái trạng thái hoàn toàn khác nhau. Một nơi thì đau đớn, một nơi thì hạnh phúc, bình an. Và người nghèo được đặt ở đó, người giàu đặt ở kia. Và anh chị em đọc tiếp anh chị em sẽ thấy nha. Sau đó thì Chúa Giêsu nói người giàu bắt đầu đau đớn. Đau đớn, đau đớn ở trong lửa. Rồi người giàu ngước mắt lên nhìn, rồi hỏi Abraham bảo sai Lazarus nhúng nước để thả vào lưỡi để cho nó mát. Rồi Abraham nói và người giàu nghe. Người giàu cảm nhận được cuộc sống của mình quá kinh khủng, không chịu đựng được nữa. Và người giàu bắt đầu tha thiết. Và người giàu lúc này còn nhận thức được nữa thế, bảo là vậy thì bây giờ số phận của tôi đã định rồi. Vậy thì Abraham ơi, lai sai Lazarus về nhà nói với 5 anh em của tôi. Khi đọc lại những câu chuyện đó thì tôi tổng kết lại đây, tôi thấy nè, người giàu này còn thấy được, có phải không nhé? Người giàu này còn nghe được, có phải không nhé? Người giàu này còn nhận biết được, cảm nhận được, phải không nhé? Người giàu này nói được, phải không nhé? Người giàu này còn hiểu biết. Bây giờ tôi hỏi các hội thánh này, cái ông người giàu này ông thấy bằng con mắt gì vậy? Mắt gì? Ông chết đem chôn rồi mà sao ông thấy ta? Đúng không? Chết đem chôn ông tiêu rồi sao ông thấy? Phải chưa? Lỗ tai ông bị kiếm đục ở dưới mồ rồi sao ông nghe? Tất cả tim mạch phèo phổi bây giờ chắc là thối rữa mấy ngày trời rồi, sao cảm nhận? Miệng ở đâu mà nói? Thần kinh não bộ bây giờ bị kiếm ăn mất rồi, sao mà suy nghĩ được? Có bao giờ chúng ta suy nghĩ về điều đó? Hôm nay nên suy nghĩ, hôm nay nên nghiêm túc suy nghĩ. Anh chị em ạ, những gì mình rờ mó đây, nó là cái vỏ. Cái vỏ giống như anh em đun nóng một cục lửa, anh em lấy một cái miếng sắt đè lên cái cục lửa đó, sau 5 giây miếng sắt nó tỏ nhiệt. Nhưng mà thật sự nhiệt đó nó truyền từ cái cục than ngang. Cơ thể này là cái vỏ để thể hiện những cảm xúc thật bên trong, những giác quan thật bên trong, những cái gì thật bên trong mà mắt này không thấy được che lại bên trong. Và điều đó còn lại đời đời, điều đó không mất đi. Mắt khả năng nhìn thấy thị giác anh chị em không mất đi, thính giác anh chị em không mất đi. Khi lỗ tai này mất, khi lỗ tai này chết một nửa, nhưng nó vẫn nghe.
cảm nhận, hiểu biết, nói được. Anh chị em ơi, điều đó mới đáng sợ. Thế giới vô thần đã nói rằng cứ chờ chờ đã đi, chết là hết rồi mà, biết cái gì đâu. Đó là điều dối trá của Satan. Và có người nào tin điều đó sau khi nhắm mắt rồi mới thấy rằng ô, tôi vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn nhìn, vẫn đau đớn, vẫn buồn khổ, vẫn đủ thứ. Thì lúc đó sao nghe? Muộn rồi. Muộn rồi. Xong rồi, không còn cơ hội nữa. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ sứ điệp này, hồng nhắc lại mỗi một chúng ta. Anh chị em ơi, chúng ta được cứu khỏi cái gì vậy? Cứu khỏi gì vậy? Có người thì nói là tôi được cứu khỏi bệnh, khỏi ung thư. Có người bảo tôi được cứu khỏi nghèo. Có người nói tôi được cứu khỏi cái này cái kia. Nhưng anh em ơi, khi Chúa Giêsu nói các con được cứu, là Chúa Giêsu nói rằng các con được cứu khỏi hỏa ngục đời đời. Cái đó mới là cái đáng ghi nhận. Cái đó mới là cái mà đã đẩy con Đức Chúa Trời chết trên thập tự giá. Chứ còn ba cái thứ bệnh tật lạc vặt này là cái thứ gì đâu. Nếu không phải hỏa ngục đời đời, bệnh thì giỏi lắm, nó bệnh vài chục năm rồi nó cũng tiêu thôi, bệnh mãi được. Cái xác này tiêu rồi thì tật chất 1000 bệnh tật à. Bệnh đi, giỏi bệnh, bệnh cái gì? Xác này chết rồi bệnh gì nữa? Phải không thế? Cho nên khi Chúa Giêsu nói được cứu, là anh em phải nhớ nghe rằng Ngài đã cứu chúng ta khỏi lửa đời đời mà chết rồi nhé. Lửa đời đời. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Nếu tôi không biết Chúa Giêsu thì số phận tôi như thế nào? Khi tôi đọc Kinh Thánh, tôi phải chảy nước mắt ra và nói Chúa ơi, con biết ơn Ngài, ngàn, 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 ngàn lần. Không điều gì có thể so sánh được. Vì Ngài đã chết cho con, Ngài đã đổ huyết cho con, Ngài đã sống lại cho con, để hôm nay một con người yếu đuối, một con người mong manh, một con người như hơi nước này được hưởng cõi đời đời trong phước hạnh và thoát khỏi hồ lửa đời đời, thoát khỏi những nơi mà con người ta muốn chết không chết được, muốn chấm dứt không chấm dứt được. Ngày hôm nay khi sống trên đất này, có những con người đau khổ áp lực, có những con người bị xì chết, có những con người không thiết sống nữa, người ta chạy ra đường và người ta chờ cho cái xe nó đi qua, mà người ta chui đầu vào bánh xe để cán đứt người ta, để người ta chấm dứt cái sự đau khổ đó. Người ta nghĩ rằng như thế là chấm dứt. Nhưng anh em ơi, ở cõi đời đời, chúng ta không có cách nào chấm dứt điều đó được. Ở cõi đời đời, chúng ta không có cách nào thoát khỏi cái đau khổ mà cái ông nhà giàu này chịu được. Tôi nói điều đó để khích lại tất cả mọi người hãy biết rằng mình đã được cứu và con đường mình đang đi là tiến đạt hạnh phúc đời đời. Khi anh em biết được mục đích của cuộc đời mình, thì những cám dỗ và thử thách trong quá trình mình sống trên đất này nó nhẹ như lông hồng. Khi chúng ta biết mình đi đâu, khi chúng ta biết mình sẽ về đâu, thì anh chị em ơi, vài cục đá trên đường chẳng thể gạt bước anh chị em, vài cái hố sâu trên đường cũng không thể nào làm anh em lưu luôn, có phải không nhé? Một vài những cái cám dỗ hời hợt của đời này cũng không thể nào cướp anh chị em được khi tâm trí anh chị em nghĩ rằng anh chị em đã thoát khỏi hồ lửa đời đời. Khi anh chị em mình biết mục đích, khi anh chị em mình biết hướng đi, khi anh em biết mình đi đâu, tôi nói cho em có đầy sức mạnh để sống cuộc đời này đẹp lòng Chúa. Còn nếu không, cám dỗ nó đến, tiền bạc nó đến, danh lợi đời này nó đến, những thú vui đời này nó đến, vũ trường nó mời gọi, ma túy nó mời gọi, lợi lộc đời này nó mời gọi, danh chức lợi quyền nó mời gọi, và anh chị em quên mất Chúa Giêsu đã cứu mình. Và rất nhiều con cái Chúa hôm nay tin Chúa một thời gian rồi quên mất
Chúa cứu mình khỏi cái gì, và tưởng rằng những gì mình có đây là tự nhiên đến, quên mất. Nhưng tôi muốn nhắc lại cho hội thánh rằng đừng quên, đừng bao giờ quên, chúng ta được cứu khỏi hỏa ngục đời đó. Amen chứ? Tiếp theo, tôi muốn nói một điều nữa như thế này, một chân lý nữa như thế này. Văn hóa của người Việt Nam chúng ta ấy, họ thờ cúng người chết, và có lý do để họ thờ cúng, vì họ nói rằng người chết sẽ trở về nhà. Mặc dù có thân xác, nhưng mà đó, ông nội tôi rời bò trên bàn thờ đấy, bây giờ tôi phải cúng, tôi phải làm xôi gà, tôi phải làm mâm nọ mâm kia, rồi mời ông ơi ông về ông xôi nhé, hay lòng hiếu thảo của con cháu. Đó mà văn hóa người Việt Nam nó nói như thế, và chính cái văn hóa này nó đã trói buộc hàng triệu người không tiếp nhận Chúa Giêsu. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ cho toàn thể hội thánh cũng như những người theo dõi biết một chân lý trong Kinh Thánh, đó là người chết không thể trở về dương thế. Nếu có thể trở về được thì cái ông nhà giàu này ông cần gì ông nói với Abraham, Abraham ơi cho Lazarus nó sống lại dần cả, chắc chắn là ông phá ngục cũng đi thôi chứ, đúng không? Bây giờ người ta giam tử tù nó còn khoét tường để nó đào ngục, nó đào ngủ cơ mà, nó trốn chạy cơ mà. Nhưng cái ông này không thể về, ông này bị giam ở dưới âm phủ và ông này không thể thoát ra khỏi tình trạng đó để về nhà. Kể cả Lazarus khi ở trong thiên đàng rồi thì linh hồn cũng không có về, mà Kinh Thánh chép rằng ông nhà giàu ông nói với Abraham, Abraham ơi cho Lazarus một cơ hội nó sống lại, nó chết rồi nhưng bây giờ cho nó sống lại đi để nó về nó nói với năm anh em của tôi. Nhưng mà Abraham từ chối yêu cầu đó. Chân lý thứ hai chúng ta học được là gì thưa anh chị em? Đã chết rồi thì không có linh hồn con người nào về lại trên đời này. Tất cả những trò biệt bợm như là lên đồng, rồi hầu đồng, rồi mời người chết về, cầu cơ, tất cả là con quỷ giả dạng đã nói cả. Không có bà con, không có thân thiết, không có cha mẹ nào hiện hồn về nó hết. Hỏi anh chị em, đừng mắc lừa thế giới này. Chúa Giêsu đã nói rõ một câu chuyện và cho chúng ta biết một chân lý để giúp chúng ta sống đúng, hiểu đúng và chúng ta có những hành động đúng. Bởi vậy cho nên khi con cái đã tin Chúa rồi, anh chị em mình đã tin Chúa rồi, thì ba cái trò thờ cúng người chết là cái trò vớ vẩn nhất trên đời này, ngớ ngẩn và ngu dốt, bởi vì cái văn hóa đời này nó đã lừa dối chúng ta, lừa dối hàng ngàn năm để nó bán hàng mã cho chúng ta. Bỏ tiền thật ra mua xe hơi giả về đó, bỏ tiền thật ra để mua nhà lầu giả bằng giấy về đó, phải không? Và đã làm giàu cho cái tụi đó rất là nhiều. Bàn thờ xuống quận 5 mà thấy các bạn đây dọc đường hết, mấy cây gỗ ghép lại sơn lên tới vài triệu. Buồn cười, thấy một người nào ôm, bữa tôi đi xe tôi thấy có người ngồi đằng sau ôm bàn thờ khổng lồ này. Không về thờ cái gì không, kinh khủng quá. Cho nên chị em ơi, chúng ta nói đây để chúng ta giải phóng, giải phóng. Vì Kinh Thánh chép rằng nếu chúng ta hiểu biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ giải phóng chúng ta. Amen. Lẽ thật như thế, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba mà chúng ta định ở đây, thấy ở đây là gì ạ? Không phải tình trạng giàu nghèo đạo đức hay là trạng thái ở trên đời này quyết định chúng ta đi đâu sau khi chết. Không phải, không phải, không phải. Không có một cái cơ sở nào để nói rằng ở trên đời này tôi phải sống thế này, sống thế nào, sống thế kia thì chết tôi sẽ đi chỗ này, chết tôi sẽ đi chỗ kia. Không có. Nhưng ở đây đoạn Kinh Thánh Abraham đã cho chúng ta biết một chân lý. Chân lý đó là gì? Làm thế nào để một người có thể đi thiên đàng mà lại không đi địa ngục? Làm sao này? Chúa Giêsu đã kể câu chuyện này qua lời dạy của tổ Abraham. Ông nhà giàu còn nói rằng Abraham ơi sai Lazarus đến, Abraham ơi hãy nói cho anh em thôi, Abraham ơi
hãy làm cho người chết sống lại về nói thì họ sẽ tin. Nhưng Abraham nói sao? Hãy nghe Môi-se và các tiên tri. Nếu họ không nghe Môi-se và các tiên tri thì không có gì làm cho họ ăn năn, làm cho họ được thuyết phục, làm cho họ được tài sản. Không có. Từ đó chúng ta suy ra điều kiện duy nhất để cho một người lên thiên đàng là tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, là quyển sách mà tôi vừa giới thiệu hồi nãy cho anh chị em. Chỉ có lời Đức Chúa Trời mới có thể khiến một người được lên thiên đàng. Người nào có lời của Đức Chúa Trời, người đó được sống đời đời. Người nào không có lời của Đức Chúa Trời, người đó phải vứt bỏ. Còn phải chiếu câu Kinh Thánh Philippians, và tôi xin phép được đọc. Anh chị em được tái sinh không bởi hạt giống có thể hư nát, nhưng bởi hạt giống không hề hư nát, tức là lời hằng sống và hằng còn của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt đều như cỏ, mọi vinh hiển của nó như hoa cỏ ngoài đồng, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Chúa còn lại đời đời. Lời đó là tin mừng đã được rao giảng cho anh em. Amen. Anh em thấy không ạ? Kinh Thánh khẳng định chúng ta được tái sinh, chúng ta được sống lại, chúng ta được cơ hội để hưởng phước đời đời là do lời của Chúa. Không phải tài khoản ngân hàng, không phải nhà lầu xe hơi, không phải địa vị chức vụ, không phải bằng cấp bằng tiền, hoàn toàn không. Chúng ta chỉ được tái sinh và được lên thiên đàng khi chúng ta được nhận lấy lời của Chúa và bình chọn. Lời đó chính là phúc âm. Giống như bài Chủ nhật trước tôi chia sẻ đó, khi Chúa yêu cầu chúng ta tin thì không phải Chúa yêu cầu chúng ta tin mọi thứ. Chúa yêu cầu chúng ta tin công việc hoàn tất của Chúa Giê-xu. Chúng ta tin vào phúc âm, chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu đã đến cứu rỗi linh hồn mình, Chúa Giê-xu đã đổ huyết để tội mình được tha, Chúa Giê-xu đã sống lại để mình có sự xưng công chính và được sống đời đời. Chúng ta tin vào được sự thay thế của Chúa Giê-xu cho linh hồn của mình. Đó chính là cái điều mà Kinh Thánh rao giảng. Anh chị em ơi, bữa hôm nay có người nào, anh chị em nào đến đây lần đầu tiên mà chưa bao giờ được nghe phúc âm không? Có không? Có người nào mà lần đầu tiên chưa bao giờ nghe về Chúa Giê-xu không? Không có hả? Nhưng mà chúng ta cũng cần phải nhắc lại, nếu anh chị em có ở đây thì hãy hiểu một điều: chính phúc âm của Chúa Giê-xu thay đổi vận mệnh đời đời của mọi chúng ta. Nếu không có phúc âm của Chúa Giê-xu thì vận mệnh đời đời chúng ta đang gặp bế tắc. Bế tắc hoàn toàn, hoàn toàn bế tắc. Tại ngay cái chết về thân thể trên đời này, chúng ta bế tắc ở ngay chỗ đó. Nhưng hỏi anh chị em, chính lời của Chúa đã thay đổi chúng ta. Một điều tiếp theo mà tôi muốn nói ở đây là gì? Làm thế nào để lời của Chúa là hạt giống không hư nát đó được nảy mầm trong cuộc sống của chúng ta? Làm thế nào để những gì mà Ngài gieo vào trong đó được mọc lên? Mới là điều quan trọng. Mới là điều quan trọng. Tôi tin rằng ông nhà giàu này, vì là con cái của Abraham, cho nên chắc chắn hàng ngàn lần ông đã nghe luật pháp Môi-se, ông đã nghe Kinh Thánh, ông đã hiểu có Kinh Thánh, ông đã hiểu rằng là có những lời của các đấng tiên tri nói, chứ không phải là ông hiểu. Ông nhà giàu này không phải là người ngoại, ông là con cháu dòng dõi của Abraham, ông là dân Do Thái, cho nên ông phải biết điều đó. Nhưng tôi hỏi hội thánh, tại sao ông lại xuống địa ngục? Đúng rồi, nghe nhưng mà không tin, nghe nhưng mà không giữ trong lòng, nghe nhưng mà không có sống theo, nghe nhưng mà bỏ qua ngồi tay, mặc dù ông giàu có. Nhưng Lazaro này dù là nghèo rất mỏng thôi, chó phải đến lít kẻ, nhưng Lazaro này nghe và tin, nghe và giữ trong lòng, nghe và nói với Chúa rằng Chúa hãy cứu mạng sống con. Và điều đó đã khiến cho số phận của hai con người hoàn toàn khác nhau. Anh em thấy không ạ? Hôm nay cũng vậy thưa các anh chị em.
tất cả anh em mình đều có một nguyện tinh thần này chung, chung nhau hết. Nhưng tại sao đời sống tâm linh mình khác nhau? Tại sao người này kết quả hơn người kia? Tại sao người này sống một đời sống mạnh mẽ hơn người kia? Tại sao người này hiểu biết Chúa hơn người kia? Tại sao người này được Đức Chúa Trời cảm động hơn người kia? Câu trả lời là phụ thuộc vào hạt giống trong lòng, gieo trong lòng em có được mọc lên hay không. Hạt giống trong lòng anh chị em có thể rải hạt lúa trên ruộng, ông nông dân kia cũng rải, tôi cũng đi rải à, nhưng tại sao ruộng nhà này thì thu được 5 tạ, ruộng nhà kia thu được có mấy chục công này? Tại sao? Tại vì hạt giống của ruộng nhà này mọc tốt, được chăm sóc hơn. Còn ruộng nhà này không mọc gì cả, họ mọc lên nhưng mà không chăm sóc, chết. Và cuối cùng thu hoạch không có. Anh chị em ơi, đời sống đức tin chúng ta cũng vậy, cùng một quyền kinh thánh, nhưng Đức Chúa Trời trao cái trách nhiệm để hạt giống mọc lên trong cuộc đời chúng ta cho mỗi một chúng ta. Chúa không làm thay, Chúa trao hạt giống, đây là lời Chúa trao vào tay mỗi chúng ta. Chúa nói, con ơi, đây là hạt giống, đây là hạt giống đời đời, đây là hạt giống có thể biến đổi số phận đời đời của các con, đây là hạt giống có thể khiến chúng con trở nên cao trọng, đây là hạt giống có thể khiến chúng con trở nên đi cứu hàng triệu đến không, đây là hạt giống có thể khiến cuộc đời chúng con tỏ ra ánh sáng và là muối của đất. Hãy cầm lấy, hãy giành lấy và hãy có trách nhiệm cho hạt giống này. Anh chị em ạ, trách nhiệm ở mỗi chúng ta. Chúa không có can thiệp. Vậy thì cuối cùng tôi muốn nói với hội thánh là gì? Như lúc đầu tôi đã nói, Kinh Thánh là bởi Thánh Linh. Thánh Linh viết ra, Thánh Linh cảm thúc các tiên tri viết ra. Cho nên ở đây tôi muốn chia sẻ với hội thánh một chút xíu về cái cách làm thế nào để hạt giống trong cuộc đời của chúng ta được mọc lên và kết quả. Chúng ta sẽ đọc một câu Kinh Thánh ở trong Giăng chương 14. Giăng chương 14 nói như thế này: ta đã nói điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi, nhưng đấng an ủi tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ dân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều mà ta đã phán cùng các ngươi. Anh em thấy không ạ? Anh em thấy không? Rõ ràng ở đây chúng ta không thể nào phủ nhận vai trò của Đức Thánh Linh trong vấn đề gieo hạt giống của Đức Chúa Trời trong lòng mình. Nhiệm vụ của Ngài là dạy dỗ và nhắc lại cho chúng ta nhớ. Dạy dỗ và nhắc lại cho chúng ta nhớ. Câu hỏi là, mỗi ngày chúng ta có nhờ cậy Đức Thánh Linh để tiếp nhận lời Chúa vào lòng hay không? Chúng ta cần phải nghiêm túc để trả lời câu hỏi đó. Tại vì tôi nói xác quyết với anh chị em rằng chúng ta không thể nào nhận biết Đức Chúa Trời mà không có sự trợ giúp của Đức Thánh Linh. Không thể. Con người không có khả năng đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi cũng muốn khẳng định với tất cả anh chị em, chúng ta không thể nào hiểu đúng Tinh Thần nếu không có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Amen. Tôi nhận thấy điều đó và tôi chia sẻ với anh chị. Nếu chúng ta không hiểu Kinh Thánh, nếu chúng ta không thể tin Chúa, thì đời sống đức tin chúng ta là gì? Anh chị em ơi, nó chỉ là những thực hành tôn giáo, nó là những sự bắt chước, nó là những trào lưu đi theo những đám đông. Và cuối cùng thì nói thiệt, có một vài người gọi là con cái Chúa, nhưng khi hỏi rằng nếu hôm nay anh chết, anh cả chắc là lên thiên đàng không? Tôi cũng chẳng biết. Mày hơi ly. Không biết. Anh em ơi, chúng ta không thể sống trong trạng thái đó được. Chúng ta không đánh bạc với số phận đời đời của mình hết.
Chúng ta không tung đồng xu lên và nói bây giờ lúa là tiền. Không. Và một vài người tung đồng xu. Ôi hên thì tôi lên thiên đàng, không hên tôi xuống. Chúng ta không sống được đó. Chúng ta phải sống và biết chắc rằng khi hơi thở này tắt đi, thiên sứ sẽ đến rước chúng ta về với cha. Amen. Amen. Phải biết điều đó. Tôi đã đọc nhiều cuộc đời của những đầy tớ Chúa vĩ đại, và tôi đọc những cái giây phút họ lìa đời, họ luôn luôn nói rằng Chúa cho họ đi trước, thiên sứ đến trước họ, Chúa cho họ biết trước. Có một lần tôi đọc câu chuyện của một đầy tớ Chúa rất là được ơn, và sau khi ông đã hơn 90 tuổi thì ông về hưu và ông sống với con cháu ở trong nhà. Ông già lắm, ông rất là già rồi. Và hôm đó thì trong cái bữa ăn sáng ở trong nhà bếp á, thì ông nói với các cháu, ông nói: mấy đứa, bây giờ thì ông chuẩn bị tạm biệt mấy đứa đây, ông đi về nhà. Mấy đứa cháu nó cười, nó bảo ông này chắc không kéo lẳng thẳng hay sao, nó đang ngồi ăn tự nhiên tạm biệt cái gì, ông này lẳng thẳng. Ông nói không. Thế xong rồi mấy đứa nó cứ nó cười vậy thôi. Ông nói thôi ông ơi, ông bớt nói đi, ông ăn uống đi, rồi đi, ông đi nghỉ. Ông nói không, hôm nay ông ăn bữa cuối cùng và ông tạm biệt mấy đứa, ông về nhà. Không ai tin hết. Không ai tin. Mấy đứa nói thôi thôi thôi, mình đi ra ngoài sân, mình ngồi chơi cho rồi. Ông nằm lẳng thẳng, nó mệt quá. Sau khi đi ra ngoài sân bấm điện thoại gì đó, 15 phút sau vô, thì thấy ông ấy đã về với Chúa ngay trên màn hình. Tươi tỉnh, không bệnh tật, không đau đớn, không đau đớn, còn tươi tắn. Khi tôi đọc câu chuyện đó, tôi cảm thấy phước hạnh vô cùng. Thật là phước hạnh khi chúng ta được ngủ yên trong tay của Chúa. Amen nhé. Người đời này họ rất sợ chết, bởi vì chết đối với họ là kèm theo đau đớn. Chết với họ là phải ung thư mới chết. Chết với họ là phải ngạt thở mới chết. Chết với họ là phải gãy chân gãy cẳng, tha hoa đủ kiểu hết, và họ lan 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 sống. Nhưng anh chị em ạ, người nào được ngủ yên trong Chúa, Chúa sẽ săn sóc người đó đến đầu bạc răng lòng. Tất cả anh em mình phải biết rằng, để cho hạt giống của Lời Đức Chúa Trời nở trong lòng em, và ngày cuối cùng thiên sứ đón chúng ta về với cha chúng ta. Amen. Vậy thì hãy nhờ cậy Thánh Linh. Vậy thì hãy nhờ cậy Thánh Linh để biết Chúa và những lời này. Hãy nhờ cậy Thánh Linh để lời đó được mặc trong lòng của chúng ta. Lời đó phải điều khiển đời sống chúng ta. Nói như tiên tri TV Joshua nói, khi anh chị em để lời Chúa điều khiển mình, thì lời của Đức Chúa Trời tạo ra tính cách của chúng ta giống như Đấng Christ. Lời Chúa sẽ tạo ra tính cách. Anh chị em mình không có tính cách của Đấng Christ, anh chị em mình cũng không thể nào cố gắng để sống giống Đấng Christ. Nhưng anh chị em biết điều gì không? Chính lời của Đức Chúa Trời khi được Đức Thánh Linh gieo đầy lòng mình, khiến cho phẩm chất của mình trở nên giống Chúa Giêsu. Đó là điều mau nhiệm. Đó là điều diệu kỳ. Đó là điều mà không ai biết. Đó là điều mà người ngoài người ta không hiểu được. Người ta không hiểu được đạo Chúa khác với các tôn giáo khác như thế nào. Cho nên họ không thèm tin Chúa, nhưng mà họ tự đi tu luyện, họ tự đi ăn chay trường, họ tự đi ngồi nhìn vào vách núi 7-8-9 năm ra thấy mình tệ hơn. Tôi sao được mà tôi. Đó là vấn đề chúng ta chiếu tiếp câu Kinh Thánh thứ hai, Giăng chương 16. Hết rồi à? Ôi thế sao thiếu sót vậy con? Không hết đâu, còn câu cuối cùng mà. Giăng chương 16, Giăng chương 16, và ở đây ta đọc câu Kinh Thánh cuối cùng để khích lệ hội thánh Chúa nào. Câu 12 nha, câu 12. Vâng, tôi đọc cho hội thánh nghe câu Kinh Thánh cuối cùng để khích lệ chúng ta hãy ở mỗi ngày với Thánh Linh của Chúa. Tôi biết cái chìa khóa nằm ở đâu. Chìa khóa của mọi đời sống tâm linh của chúng ta nằm ở mối quan hệ của chúng ta mỗi ngày với Đức Thánh Linh. Nằm ở đâu? Chìa khóa ở đâu? Những con người thành công biến đổi thế giới này bởi đạo Chúa cũng nằm ở đâu? Richard Bonke đã nói sự thành công của cơ đốc nhân nằm ở chỗ liên tục đầy dạy Đức Thánh Linh. Ở đâu? Tao làm cho nghe. Ta còn nhiều điều nữa muốn nói với các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi chưa lãnh hội được. Anh chàng theo mà chưa lãnh hội được. Nhưng sao?
Nhưng khi thần chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi sự thật. Vì Ngài sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng sẽ nói những gì Ngài đã nghe. Và Ngài sẽ báo cho các ngươi biết những việc sẽ xảy ra. Wow! Anh chị em thấy chỗ này là bí quyết này. Có những điều mà khi anh chị em mới tin Chúa không thể hiểu được. Có những điều mà khi anh chị em tin Chúa 5 năm không thể hiểu được. Nhưng khi chúng ta ở với Đức Thánh Linh, Ngài bắt đầu biến đổi đời sống chúng ta. Ngài bắt đầu dạy tâm trí chúng ta. Ngài bắt đầu luyện tập tâm linh chúng ta, khiến cho chúng ta bắt đầu hiểu và có thể tin những điều mà bình thường người ta không thể tin được. Có những điều sâu nhiệm trong lời của Đức Chúa Trời mà tâm trí của người này không thể chấp nhận được, nhưng chỉ có Đức Thánh Linh khiến cho chúng ta biết Đức Chúa Trời muốn nói điều gì. Có những điều nó vượt quá, giống như chúng ta ở học ở lớp 1, phải không ạ? Mà có một người đến giải thích về phương trình bậc 2, các ông học lớp 1 nói cái gì mà không thể hiểu cái gì cả. Thì đó là lúc chúng ta cần Đức Thánh Linh. Khi nên mở Kinh Thánh ra, có những đoạn Kinh Thánh anh chị em đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui chẳng hiểu cái gì cả. Đó là lúc anh em cần Đức Thánh Linh. Không có Đức Thánh Linh không hiểu. Thật sự là Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Ngài dẫn chúng ta vào toàn bộ chân lý để làm gì? Để chúng ta hoàn toàn tự do. Khi chúng ta biết lẽ thật, chúng ta tự do. Khi chúng ta thiếu hiểu biết về lĩnh vực nào ở trong chân lý của Chúa, chúng ta bị trói buộc vào điều đó. Anh em hãy suy ngẫm về điều này. Con người sống rất là nhiều lĩnh vực khác nhau, và lĩnh vực nào không có ánh sáng của lời Chúa rọi vào, chúng ta bị trói buộc. Chắc chắn ma quỷ là kẻ lừa dối, và nó lừa dối những người nào không biết lẽ thật, không biết Kinh Thánh, không hiểu Kinh Thánh. Nó đến lừa. Chúa dạy một đằng, nó lái anh em sống một nẻo, và đời sống chúng ta sẽ cứ lên bờ xuống đường như thế này. Nhưng anh chị em ơi, khi mình kết nối với Đức Thánh Linh, khi mình đến thờ phượng Đức Chúa Trời, khi mình đến để nhờ cậy Đức Thánh Linh tôn cao và bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, linh hồn chúng ta được nghỉ ngơi, tâm linh chúng ta được kết nối và đầy dẫy Ngài. Sự hiện diện của Ngài bao trùm tâm trí suy nghĩ. Thì đó là lúc lễ thập được thọ bài. Hôm qua tôi đã chia sẻ một câu chuyện nhỏ ở trên Facebook, anh chị em có ai đọc không? Câu chuyện mà Chúa hóa hình đấy, ai đọc không ạ? Chúng ta đọc nhiều lần về câu chuyện đó, nhưng mà thật sự ở trong đó có chìa khóa để nhận biết Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu hóa hình là hình ảnh của chuyện, chúng ta bước vào vinh quang của Chúa. Khi chúng ta bước vào vinh quang của Chúa, hay Chúa Giêsu hóa hình xong thì cái gì hiện ra? Môi-se và Ê-li hiện ra. Môi-se là đại diện cho luật pháp, cho lời của Đức Chúa Trời. Ê-li là một tiên tri của quyền năng Đức Chúa Trời. Hai thứ đó sẽ đến với chúng ta, và chúng ta bắt đầu trò chuyện với hai thứ đó. Chúa Giêsu trò chuyện với Môi-se, Chúa Giêsu trò chuyện với Ê-li. Rõ ràng Kinh Thánh cũng không nói cho chúng ta biết là Ngài nói cái gì, nhưng mà rõ ràng qua câu chuyện này chúng ta hiểu một điều là khi chúng ta ngập tràn vinh quang trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì Ngài đưa chúng ta đi vào trò chuyện với lời của Chúa. Và lời Chúa chính là gì? Luật pháp và quyền năng. Lời Chúa chính là chân lý và chân quyền. Chúng ta bắt đầu giao thông với điều đó, giống như tiên tri Tim Yosher nói, nhận biết Chúa chính là nhận biết quyền năng của Chúa, nhận biết Chúa chính là nhận biết lời của Chúa. Và sau khi chúng ta Chúa Giêsu giao thông với Môi-se và Ê-li xong, thì Ngài nghe một tiếng phán từ trời: nay mà con yêu dấu của ta, hãy nghe thầy. Anh em thấy không? Rõ ràng anh em mình ai mà chẳng thích nghe tiếng phán của Chúa. Nhưng mà tiếng phán của Chúa chỉ đến sau cùng, phải không? Tiếng phán của Chúa không có đến trước. Có người nói giờ cậu cũng nghe tiếng phán Chúa, bắt đầu hỏi căng lỗ tai là phán Chúa, nghe Chúa ơi phán. Không có. Đừng bao giờ làm điều đó. Chúng ta chỉ nghe tiếng phán của Chúa khi chúng ta ngập chìm trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ nghe tiếng phán của Chúa khi anh em bắt đầu có thể trò chuyện với lời của Đức Chúa Trời.
linh của anh chị em bắt đầu nghe được tiếng Chúa. Đó là bí quyết phải mà. Cho nên chị em ơi, buổi sáng nay tôi khích lại cả hội thánh. Điều một, hãy biết ơn Chúa Giêsu vì đã cứu mình thoát khỏi hỏa ngục. Amen. Tôi khích lại cả hội thánh và bản thân mình hãy luôn ghi nhớ điều đó. Đừng bao giờ quên. Không nên một giây nào quên ơn cứu rỗi của Chúa. Và khi anh chị em nghe từ là mình được cứu thì phải nghĩ ngay cứu khỏi hỏa ngục. Đừng nghĩ đến cứu bệnh tật, cứu khỏi mai, khỏi đói, cứu khỏi thế này kia. Cái chuyện cứu này là cái chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Nhưng cái chuyện cứu khỏi hỏa ngục là chuyện lớn. Chính chuyện đó mới đưa con Đức Chúa Trời từ trời giáng xuống là người hèn hạ rồi chết nhục nhã để thành thời gian. Tôi bật mí cho anh chị em một cái sự thật, nó không đẹp đẽ gì nhưng mà anh em cần phải biết sự thật. Khi Chúa Giêsu bị chết treo trên thập tự giá, không có mảnh vải nào đâu. Bây giờ là người ta vẽ một cái mảnh vải vô cho nó lịch sự đấy. Còn anh em đọc lịch sử của Đế quốc La Mã sẽ thấy bất kể tử tội nào, tử tù nào treo lên thập tự giá là trong trùng hết, lọt hết. Chúa đã chết một cách nhục nhã giữa ban dân thiên hạ. Con Đức Chúa Trời đầy vinh hiển, nhưng vì linh hồn của tôi và mẹ anh chị em phải chịu đau đớn nhục nhã để hôm nay chúng ta được sống, sống đời đời. Hãy yêu Chúa, hãy kính trọng Ngài, hãy tôn thờ Ngài bằng cả trái tim anh em chị, cả trái tim. Ngày hôm nay tôi yêu Chúa bằng cả trái tim vì tôi nói rằng mạng sống này được Ngài mua rồi. Tôi không còn của riêng tôi, Ngài mua rồi. Cho nên Chúa muốn tôi làm gì tôi sẽ làm điều đó. Nếu Chúa bảo chết tôi cũng sẵn sàng, nếu Chúa bảo sống cho Ngài tôi sẵn sàng, nếu Chúa bảo tôi đi chỗ này tôi cũng sẵn sàng. Tất cả phải luôn luôn sẵn sàng. Và dĩ nhiên Chúa sẽ thêm ân điển cho chúng ta làm được điều đó. Chúa sẽ thêm ân điển cho chúng ta. Tự sức mình không làm được, nhưng bởi ân điển xuất phát từ tình yêu của Chúa, chúng ta có thể sống tận hiến cho Chúa Giêsu. Tôi khích lệ tất cả anh em mình, cuộc đời rất ngắn ngủi, hãy tận hiến cho Chúa Giêsu. Hãy tận hiến cho vương quốc của Ngài được mở mang ra. Hãy tận hiến cho nhiều linh hồn nữa, không phải đau đớn như người giàu này. Amen chị em. Đau đớn. Nhưng nhờ chúng ta mà biết đau được vài linh hồn được sống, được sống. Đó là điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ. Điều thứ hai, Đức Thánh Linh là chìa khóa để cho vụ mùa của anh chị em được tươi tốt. Đức Thánh Linh là chìa khóa để khi anh chị em lên thiên đàng không phải trầm truồng mà đầy vinh quang, đầy vinh hiển. Đức Thánh Linh muốn anh chị em được vinh hiển. Đức Thánh Linh muốn anh chị em kết quả cho Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh muốn anh chị em sử dụng những ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho một cách hiệu quả nhất. Đức Thánh Linh mong đợi anh chị em thành công. Đức Thánh Linh mong đợi anh chị em làm những việc vĩ đại trên đời này. Và Ngài ban Đức Thánh Linh cho chúng ta với mục đích đó, để chúng ta hiểu Kinh Thánh, để chúng ta hiểu Chúa Giêsu, để chúng ta nhận biết Ngài và gì ạ? Sống thành công trên đời này. Đó là hai điều tôi muốn chia sẻ ban đầu. Không có một quyền lực nào lớn hơn đấng sống trong lòng anh chị em đâu. Không có. Tôi khẳng định không có. Và từ một con người thấp hèn, Chúa Thánh Linh có thể biến anh chị em trở thành chủng tước của Đức Chúa Trời. Đó là hiện có thể. Hãy tin đi, chắc chắn điều đó có thể. Quan trọng là anh chị em có kết nối với Ngài mỗi ngày hay không. Quan trọng anh chị em dành thời giờ chất lượng cho Ngài hay không. Quan trọng là mình có tận hiến tất cả mục đích cuộc đời này cho Ngài hay không. Chúa sẽ sử dụng tất cả chúng ta. Amen nhé. Đừng buồn rầu, đừng nản lòng, đừng thôi chí, đừng nhìn vào nát đẹp. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu và nói rằng Ngài là đấng chiến thắng. Tôi như tôi nhắc lại này, nếu anh em biết mục đích của mình, vài cục đá và thanh gỗ trên đường đi chẳng là gì. Chúng ta đạp lên nó và đi qua. Đạp lên nó và đi qua. Chẳng phiền gì để chúng ta phải dừng cuộc, vì chúng ta có đấng lớn ở trong lòng. Đấng lớn ở trong lòng. Cho nên hỏi chị em, tôi tin buổi sáng hôm nay
Chúa dùng những lời đó để khích lệ mỗi một chúng ta. Điều quan trọng nhất không phải là chữa lành bệnh, điều quan trọng nhất không phải là giải phóng khỏi đói nghèo, điều quan trọng nhất chúng ta ngày hôm nay không phải là tìm kiếm phước hạnh, nhưng điều quan trọng nhất là giải phóng những linh hồn khỏi lửa đỏ đời của địa ngục. Đó mới là điều quan trọng. Amen. Và Chúa Giêsu làm những phép lạ, chữa lành, giải phóng đuổi quỷ là để thu hút người ta đến và để cho người ta biết rằng người ta có cơ hội để được sống đời đời với Đức Chúa Trời. Thế là điều mà hội thánh của Chúa cũng sẽ tiến tới. Cho nên tôi cũng hãy chia sẻ với nhân sự của hội thánh. Hội thánh nhà quân dân sắp tới sẽ hướng đến những linh hồn, tìm kiếm những con người chưa bao giờ nghe phúc âm một lần nào, tìm kiếm những con người tại Sài Gòn 10 triệu dân này, những con người đó ở đâu, lạy Chúa, người nào nghe chọn nghe lời Chúa, hãy cho chúng con được tiếp cận họ, hãy cho chúng con được gặp gỡ họ, hãy cho chúng con được chia sẻ phúc âm với họ để họ được sống cùng với chúng con. Amen. Đó là điều Chúa muốn. Anh chị em ơi, hãy sẵn sàng cho điều này. Chúng ta có thân lực, chúng ta có đấng cao hơn mọi quyền lực, chúng ta có cái đấng mà có thể biến đổi lòng vua ở trong tay như nước, những ngã đầu là ngã. Cho nên anh em ơi, Cơ Đốc nhân, người tin Chúa có một tiềm năng vô cùng vĩ đại. Tiềm năng đó là gì? Muốn thay đổi cái gì, cầu nguyện là Chúa thay đổi hết. Tôi tin đó. Không có người nào trên đất này làm được điều đó, nhưng tôi và bạn chị em làm được. Amen. Chúng ta sẵn sàng cầu nguyện chưa? Đến với Chúa. Và tôi tin rằng Đức Thánh Linh hôm nay sẽ thăm viếng chúng ta. Ngày thăm viếng mọi tấm lòng và làm tươi mới mọi tấm lòng. Chúng ta cùng nhau đứng dậy. Chúng ta hãy đến với Ngài. Tôi cầu nguyện để Đức Thánh Linh thăm viếng, thăm viếng mọi một chúng ta. Tôi biết rằng cơn mưa cuối mùa là cơn mưa lớn, cơn mưa cuối mùa là cơn mưa quyết định, và cơn mưa đó tôi tin rằng đang đến trên quê hương Việt Nam này. Cha yêu quý, tất cả anh em con hướng về Ngài giờ này. Chúng con để lòng mình gắn kết với chính Chúa, gắn kết với mục đích đời đời của Chúa, gắn kết với điều mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho nhân loại 2000 năm trước. Cha, Ngài đã gửi con Ngài để chết trên thập tự giá, không phải để cho chúng con có thêm niềm vui, không phải để cho chúng con có thêm phước hạnh, không phải để cho chúng con có thêm tiền bạc, hay không phải để chúng con chỉ có một thân thể lạnh lạnh. Nhưng Chúa ơi, Ngài đến để số phận đời đời chúng con được định nơi thiên đàng. Cha yêu quý, chúng con đứng trước mặt Ngài để nói rằng chúng con tôn kính Ngài, chúng con biết ơn Ngài, chúng con biết ơn vì lòng nhân từ và lòng thương xót đời đời của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài vì ân điển mà Ngài dành cho chúng con để Ngài tìm và cứu chúng con. Cha ơi, hãy đến với mọi tấm lòng chúng con giờ này. Con muốn hỏi thánh của Ngài hôm nay được khích lệ. Con muốn hỏi thánh của Ngài hôm nay được bùng cháy một ngọn lửa giao truyền phúc âm. Con muốn hỏi thánh của Ngài hôm nay được nảy sinh lòng thương xót đối với những linh hồn. Cha ơi, hãy gieo điều đó vào lòng chúng con. Nếu không bởi ân điển của Ngài, chúng con không thể yêu được tội nhân, chúng con không thể hy sinh cuộc đời này cho họ. Nhưng Chúa ơi, bởi ân điển của Ngài, chúng con có thể làm được điều đó. Chúng con tôn kính Ngài, Chúa Giêsu. Cha ơi, hãy rải Thánh Linh xuống hội thánh giờ này. Con cầu nguyện trong danh Giêsu quyền năng, hãy rải Thánh Linh ngũ tuần của Ngài xuống hội thánh giờ này, rải xuống trên lòng của chúng con, rải xuống, hãy tràn vào lòng chúng con, đổ đầy và giáng trên chúng con, để biến chúng con trở thành những tay đánh lưới người cho Ngài. Anh chị em hãy tiếp nhận, anh chị em hãy chờ đón trong lòng mình, anh chị em hãy mở rộng trái tim của mình và tin rằng Chúa thăm viếng mình chính hôm nay. Tại chỗ anh chị em đứng, tại chỗ anh chị em đứng, Chúa thăm viếng anh chị em.
danh chính của Giê-xu quyền năng trời hay trong lời chạm đến hỏi thân của Ngài. Đổ đầy và đổ đầy. Chúa ơi cũng cầu nguyện. Chúa ơi cũng cầu nguyện. Thần linh ơi hãy mưa xuống trên hỏi thân của Ngài. Cầu sức mạnh. Đổ đầy mà chạm vào lòng người. Đổ đầy và làm mới lòng người. Đổ đầy và làm mạnh mẽ lòng người. Đổ đầy và cháy lên trong lòng người. Cha ơi hãy làm. Hãy làm giờ này Chúa. Hãy làm. Anh chị em hãy cầu nguyện. Anh chị em hãy khát khao. Bởi Chúa Giê-xu nói rằng kẻ nào khát khao đến cùng ta là ông. Ôi chìa khóa nằm ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh. Chìa khóa nằm ở sự đầy dạy Thánh Linh. Chìa khóa nằm ở dòng sông sự sống của năm lòng kia. Khi dòng sông đã tan chảy thì không được quyền lực nào cảm ơn anh chị em. Không được trở ngại nào cảm ơn anh chị em. Không được xung đột nào cảm ơn anh chị em. Không được nghèo đói nào cảm ơn anh chị em. Không bất kể một thế lực nào cảm ơn anh chị em. Hãy để dòng sông đang tuôn chảy tuôn chảy tuôn chảy tuôn chảy ra đây. Oh hallelujah. Hãy cầu nguyện anh chị em. Hãy cầu nguyện. Hãy nói với Chúa con khát khao. Hãy nói với Chúa hãy đổ đầy con. Hãy nói với Chúa phục hồi con. Hãy nói với Chúa làm mới lại lòng con. Hãy nói với Chúa làm ấm lại trái tim con. Hãy nói với Chúa làm đóng đầy trong lòng con. Hallelujah. Oh hallelujah. Đổ đầy. Thánh Linh ơi con cầu nguyện. Thánh Linh ơi con cầu nguyện. Thánh Linh ơi. Ngài là thần đại thần. Ngài là thần an ủi. Ngài là thần quyền năng. Ngài là thần cứu rỗi thật sự. Con tin Ngài. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.